Hey. Easy, girl. Easy. It's okay. Okay. What are you doing? Easy, girl. Thưa các bạn, rắn đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử nhân loại ngay từ khi thuở sơ khai. Theo đạo của Thiên Chúa tin rằng chính ma quỷ trong hình hài của một con rắn trơn nhẵn đã trò chuyện với Adam và Eva trong vườn địa đàng. Một vài nghìn năm trước nữa, rắn vẫn còn đóng một vai trò nổi bật, từ truyền hình và phim ảnh đến sở thú hay những cửa hàng đồ chơi đều có sự xuất hiện của loài rắn. Hôm nay Daily EZ sẽ mang đến cho các bạn 5 loài rắn lớn nhất trên thế giới. Bạn không tin chúng tồn tại. Số 5. Chăn Ấn Độ. Chăn Ấn Độ di chuyển chậm, được tìm thấy ở nhiều khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới ở miền Nam châu Á. Nó thường có màu sáng và cơ thể dài đến khoảng 3 mét. Nó còn được biết đến như là chăn đuôi đen hoặc chăn đá Ấn Độ. Loài rắn này có thể nằm ngập trong nước vài phút nhưng thích ở gần bờ hơn và chúng là những tay bơi lội cừ khôi. Chăn Ấn Độ là một loài động vật ăn thịt hoàn toàn, nó có vẻ thích ăn những động vật có vú. Sau khi ăn một bữa ăn lớn, chúng nằm nghỉ nhiều ngày, thậm chí cả tuần. Người ta từng ghi nhận một cá thể chăn Ấn Độ sau khi ăn no con mồi đã nhịn đói được tới 2 năm. Hiện chăn Ấn Độ đang đối diện với những nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Số 4. Chăn đá châu Phi. Đây là một trong những loài chăn lớn nhất thế giới có tên khoa học là Rock Python. Chăn đá châu Phi có thể tìm thấy ở hầu như các châu lục địa châu Phi. Chúng thường có chiều dài từ khoảng 3 đến 3,5 mét, tuy nhiên cũng có những báo cáo bắt gặp con chăn dài tới hơn 6 mét. Những con rắn này có thể tồn tại trong nhiều loại môi trường khác nhau, từ rừng đến thảo nguyên, vùng đồng cỏ, vùng nửa sa mạc và vùng với nhiều đá. Chúng ăn tất cả mọi thứ từ các động vật gặm nhấm, khỉ, lợn, rơi ăn quả, thằn lằn và thậm chí cả linh dương. Trong khi nhiều tài liệu cho thấy các cuộc tấn công của loài rắn này đối với con người là rất hiếm, chúng sẽ tấn công một người nếu cảm thấy bị đe dọa, mặc dù không có báo cáo nào về việc những con rắn lớn này ăn thịt người. Năm 2017, một công dân người Hà Lan phát hiện và ghi lại được một cảnh tượng. Một con chăn đá châu Phi nuốt chửng một con linh cẩu gần 70kg. Đây là cảnh tượng rất đáng chú ý, vì chăn hiếm khi có thể đánh bại và ăn thịt loài động vật săn mồi to lớn và thông minh như linh cẩu. Số 3. Chăn có hình mắt lưới. Chăn có hình mắt lưới chỉ được tìm thấy ở Đông Nam Á và là một trong những loài rắn dài nhất và nặng nhất của thế giới. Giống như tất cả các loài rắn, chúng không độc, tuy nhiên tôi khuyên bạn không nên đụng tới chúng. Trung bình, chúng được biết có chiều dài hơn 6 mét, con dài nhất được ghi nhận là 8,5 mét. Có những báo cáo về thương vong của con người liên quan đến loài rắn lớn này và ít nhất có một trường hợp bị ăn thịt. Vào đầu thập niên 90, một người đàn ông tên Ma Ying Chichin đi săn bắt với một số bạn bè. Được cho là ông đang tìm nơi trú ẩn trong một cơn mưa bão thì ông gặp phải con chăn này và đã bị ăn thịt. Chăn có hình mắt lưới cũng có khả năng bơi lội cừ khôi và người ta phát hiện loài rắn này trên một hòn đảo nhỏ và khẳng định nó đã bơi ra từ đất liền. Số 2. Chăn miến điện. Chăn miến điện sống ở miền Đông Nam Á, trung bình dài khoảng 4 mét. Con dài nhất từng được ghi nhận có một cái tên là Baby, sống trong điều kiện nuôi nhốt tại một vườn thú Lyot trong 27 năm. Người ta đo được kích thước của nó khi qua đời ở chiều dài gần 6 mét. Chăn miến điện dành nhiều thời gian sống trên cây khi chúng còn nhỏ, nhưng một khi chúng trưởng thành, chúng chủ yếu sống dưới mặt đất. Giống như hầu hết các loài rắn, chăn miến điện bơi lội rất giỏi và chúng chủ yếu ăn động vật có vú nhỏ và các loài chim. Chúng thường được tìm thấy gần môi trường sống của con người do có chuột và các loài gây hại khác mà loài rắn này sử dụng như một nguồn thực phẩm. Số 1. Chăn xanh Nam Mỹ. Loài rắn này không phải duy nhất trong danh sách là chăn xanh Nam Mỹ. Nó không có nọc độc. Và đây cũng là con rắn nặng nhất và được tìm thấy trên trái đất. Chăn xanh Nam Mỹ có thể đạt chiều dài hơn 6 mét và có một điều khó khăn rất nhiều, đó chính là xác định trọng lượng của nó khi nó vẫn còn sống. Tuy nhiên, các báo cáo được dự đoán cho loài chăn xanh Nam Mỹ này với con nặng nhất là hơn 200 cân Anh. Nếu bạn yêu thích những bộ phim, tôi chắc chắn rằng bạn đã từng nhìn thấy những loài rắn có thể dài đến 10 mét, nhưng không có bằng chứng chắc chắn rằng điều này là đúng sự thật. Và những con rắn này cũng là những tay bơi lội tuyệt cừ với hầu hết thời gian là sống ở dưới nước hơn là trên đất liền.
Và đó là danh sách của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã xem video hôm nay. Nếu bạn thích video này, hãy like và chia sẻ video này với bạn bè của bạn. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bao giờ bỏ lỡ bất cứ video thú vị nào của chúng tôi.